Xin mến chào tất cả mọi người, các bạn. Hôm nay thì mình xin được gửi đến các bạn một chút cái tóm tắt, tổng kết của những kiến thức về bệnh dịch virus corona hay là COVID-19 trong thời gian vừa qua. Tại vì đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe và tính mạng của mọi người, cho nên mình cũng muốn cống hiến một chút, một cách đơn sơ thôi. Mình tìm hiểu, mình đọc và cảm ơn nhiều bạn đã gửi thông tin, chia sẻ cách riêng. Thì hôm nay đó, trong khi các bạn vẫn tiếp tục theo dõi những lời khuyên, những chỉ dẫn của các chuyên gia, của các bác sĩ, của các nhà khoa học, thì mình cũng muốn đóng góp một chút cái tổng hợp của mình thôi ha, cũng dựa trên những nguồn mà mình thấy rằng nó cũng hữu ích cho mỗi người. Hy vọng rằng những chia sẻ này đó cũng phần nào đó giúp cho vấn đề sức khỏe, bảo vệ sức khỏe của các bạn và của gia đình, của cộng đồng. Chủ đề hôm nay là nếu chẳng may đó mình bị nhiễm COVID-19, virus corona, thì mình nên làm gì? Vậy xin được tổng hợp với các bạn một chút. Tổng hợp của mình rất đơn giản thôi. Mình thấy rằng có ba cái điểm lớn mà mình cần cân nhắc suy nghĩ để có thể đưa ra một quyết định tốt nhất cho hoàn cảnh của mỗi người. Cuối cùng thì mỗi người có hoàn cảnh riêng, cho nên mỗi người sẽ cân nhắc mọi yếu tố trong hoàn cảnh của mình để cuối cùng đưa ra một quyết định tốt nhất, phù hợp nhất cho hoàn cảnh của các bạn nhé. Rồi, lỡ bị nhiễm COVID-19 thì nên làm gì? Chủ đề của chúng ta. Vâng, mình thấy có 3 điểm lớn sau đây. Và xin được đưa thành 3 ký tự, các bạn có thể thấy chữ K, chữ T, chữ C. Và đây là những điểm mình xin được gợi ý để các bạn cùng suy nghĩ nhé. K, T, C. K là gì? Thưa, nếu lỡ bị nhiễm virus corona, hoặc là mình cảm thấy rằng mình có những cái triệu chứng bệnh có vẻ như là nó giống giống như corona nhưng mình không chắc, thì điều đầu tiên mình cần làm là K, là không hoảng sợ, không hoảng loạn. Đây là thời điểm cần bình tĩnh nhiều nhất. Đây là thời điểm cần bình tĩnh nhiều nhất khi mình thấy mình đau, mình yếu, mình ốm, mình bắt đầu nhức mỏi, bắt đầu có những triệu chứng như là ho rồi sốt này, rồi sổ mũi này, hay vân vân, những cái triệu chứng mà mình vẫn thấy phổ biến trong bệnh cảm đó, hay bệnh cúm đó, thì mình không hoảng loạn. Mình có thể là bị nhiễm chỉ cảm thường thôi, hoặc là có thể bị nhiễm virus corona mới. Trường hợp nào cũng vậy, không hoảng loạn, luôn luôn giữ tâm trí của mình một cách bình tĩnh. Đây là lúc phải bình tĩnh nha. Tại sao ạ? Mình nói một cái thứ hai nữa cho các bạn nắm rõ luôn đi ha, cho nó dễ dễ theo dõi. Cái thứ hai là vấn đề tự cách ly ha. Đầu tiên là tâm lý là không hoảng loạn, thứ hai là tự cách ly, và việc thứ ba là việc chăm sóc. Đây là 3 điểm quan trọng nhất trong vấn đề trả lời cho câu hỏi là lỡ bị nhiễm thì phải làm sao. Không hoảng loạn, vấn đề tự cách ly và vấn đề chăm sóc để tăng sức đề kháng. Vì chúng ta đi vào cái điều đầu tiên đó là không hoảng loạn. Vì sao vậy? Thưa, thực tế là không phải ai nhiễm corona cũng bị nặng hoặc là bị tử vong cả. Phần trăm tử vong đến ngày hôm nay đó thì nó dao động từ 2%, 3%, 3 chấm mấy phần trăm ha. Nó chỉ như vậy thôi, chứ nó không phải là cứ ai bị thì là người đó có nguy cơ bị sẽ bị chết đâu ha. Có nhiều trường hợp bị nhẹ thôi và tự sức đề kháng vượt qua. Nhưng mà tất nhiên chúng ta đang nói đến cái tình huống xấu nhất là có thể bị rất nghiêm trọng, bị viêm phổi nặng và có thể dẫn đến tử vong. Và chúng ta biết đã có nhiều ngàn ca
bị tử vong rồi. Cho nên mình không biết là mình có bị hay không, nhưng mà vấn đề chính là tâm lý không được hoảng loạn trong lúc này, phải hết sức bình tĩnh ha. Bởi vì chỉ có 2-3% là bị chết thôi, còn 97-98% là không có chết, là vượt qua được. Cho nên không cần hoảng loạn. Thứ hai, lý do không nên hoảng loạn lúc này là gì? Là mình phải giữ tinh thần mình được bình tĩnh. Tại vì khi mình lo lắng, mình bị stress đó, thì sức đề kháng của mình tự động nó bị giảm sút. Và như thế thực sự là không hề có lợi gì, rất là có hại cho sức đề kháng. Mà sức đề kháng là yếu tố chính để chống và thắng cái loại virus corona mới này. Và nhé, có một cái bài báo, một một tấm gương mà mình nghĩ rằng có thể giúp cho chúng ta suy nghĩ một chút trong vấn đề không hoảng loạn, đó là ông gia đình của anh Vạn Khiêm, một gia đình, một kiến trúc sư từ Vũ Hán. Để cho các bạn coi cái bài bài báo ở đây ha. Bài báo trên báo Phụ Nữ đây, ngày 27 tháng 2 có viết về là một giảng viên ở Vũ Hán chia sẻ kinh nghiệm giúp cả gia đình khỏi bệnh dịch đấy. Thì các bạn đọc ở trong này, ai có điều kiện thời gian thì có thể đọc ha. Khi mà bệnh viện không còn giường trống thì gia đình của Vạn Khiêm, tiếng Việt là Vạn Khiêm, đã rất dũng cảm khi quyết định cách ly và chữa trị tại nhà đấy. Bốn thành viên trong gia đình bị nhiễm bệnh đấy, và họ đã vượt qua được họ đã vượt qua được cái bệnh dịch corona mà họ mắc phải đây, và họ chia sẻ về kinh nghiệm của mình. Các bạn thấy ở đây họ chia sẻ làm thế nào để bảo vệ chính mình đây. Để bảo vệ bản thân, trước hết cần bình tĩnh, bình tĩnh phân tích bệnh tật của bản thân này, xem xét các điều kiện cụ thể của gia đình bạn, rồi phân tích ưu nhược điểm của các chiến lược đối phó nhau khác nhau và đưa ra lựa chọn hợp lý nhất. Vấn đề mấu chốt là bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không có hoảng loạn. Đấy, họ còn nhiều cái phân tích khác, nhiều cái chia sẻ khác mà thực tế họ đã áp dụng và đã để chiến thắng cái bệnh dịch này. Làm thế nào để tránh nhiễm chéo trong nhà chẳng hạn, rồi vấn đề bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng ra sao. Thì các bạn có thời gian sẽ vô đây tìm hiểu thêm ha. Đây, gia đình của anh đây. Đấy, một gia đình ở ngay cái trung tâm dịch Vũ Hán ở Trung Quốc đã vượt qua như thế nào. Thì đây là một cái chia sẻ thực tế, các bạn có thể vào đó và đọc thêm nhé. Nhưng mà vấn đề trở lại của chúng ta là bình tĩnh, không có hoảng loạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái việc tiếp theo cần làm là khi mà thấy mình có cái triệu chứng giống như cảm cảm, cúm cúm ha, trong thời gian dịch bệnh đang bùng nổ này, thì vấn đề quan trọng là tự cách ly. Đầu tiên mình để ý chữ chữ tự các bạn. Tự, bạn thấy không? Tự động, tự giác, tự nguyện. Mình phải là cái người tiên phong trong vấn đề tự cách ly bản thân của mình. Nếu mình thấy có những triệu chứng cảm hay là cúm, mình chưa biết nó là cái gì cả, nhưng mà phải tự cách ly. Vì đó là điều tốt nhất có thể cần làm. Tự cách ly mình, tự tách mình ra khỏi cái những cái sinh hoạt chung đụng hàng ngày như bình thường nha. Có những người có triệu chứng đó, nhưng mà không có tự giác để cách ly. Và chúng ta thấy không? Chúng ta thấy những cái lây lan dịch bệnh hôm nay đó, mà mới xảy ra thêm nữa đó, là do vấn đề không có tự nguyện, tự giác, tự động để mà cách ly mình, cho nên mình trở thành cái nguồn lây nhiễm cho những người khác. Bây giờ mọi người sốt vó lên là bởi vì có những người đã không tự nguyện, không tự động, không tự giác để mà cách ly thật là sớm. Cứ nghĩ là mình chắc không sao đâu, mình bị bệnh một chút xíu như thế thì chắc cũng không sao đâu, vân vân và vân vân.
và cuối cùng là tạo nên những ổ dịch. Chúng ta biết câu chuyện rồi và ai cũng lo lắng, nhưng mà nó quá muộn. Cho nên vì trách nhiệm đối với những người khác chung quanh mình phải can đảm và dứt khoát tự cách ly bản thân mình để khỏi lây cho người khác. Đây là một việc rất quan trọng và bác ái các bạn ha. Mình bảo vệ những người trong gia đình của mình, bảo vệ những người xung quanh trong cộng đồng, và dĩ nhiên gia đình của mình là những người thường là bị lây nhiễm trực tiếp gần nhất đối với mình nếu mình có virus corona. Một vấn đề thực tế nữa đặt ra là thế bây giờ nếu mà mình bị những cái triệu chứng cảm hoặc là cúm như vậy đó, thì bây giờ mình nên tự cách ly ở nhà hay là ở bệnh viện? Ở nhà hay ở bệnh viện? Thì điều đầu tiên mình cần làm đó là mình nên gọi điện thoại cho bác sĩ. Mình nhấn mạnh chữ bác sĩ các bạn nhé. Bác sĩ. Đây. Mình không nói các bạn gọi cho những người khác, nhưng nên gọi cho các chuyên gia về y tế, bác sĩ, để họ hướng dẫn cho mình. Họ nghe triệu chứng của mình mô tả cho họ biết, thì họ sẽ hướng dẫn cho mình là nên làm cái gì, có nên đến gặp bác sĩ lúc này hay không, hay là có những cái hướng dẫn cụ thể hơn trong vấn đề cách ly, vấn đề chăm sóc bản thân như thế nào. Cho nên vấn đề đầu tiên là báo cho các bác sĩ biết để cho họ giúp cho mình, hay là hỏi những người mà am hiểu về vấn đề y tế đó trong địa phương của mình để cho họ hướng dẫn mình. Nếu mà phải lựa chọn giữa việc cách ly ở gia đình hay là đến bệnh viện cách ly, thì có một vài điểm thế này dựa trên các phân tích của các bác sĩ. Và bệnh viện thì nó có cái lợi gì? Nó có cái bất cập gì? Đây, mình muốn gửi đến các bạn cái ý kiến của một bác sĩ Mỹ. Bác sĩ Mỹ là bác sĩ Shanawas. Đây, các bạn xem thử nhé. Bác sĩ nói gì? Be nasty and it causes severe illness. Now the medical speak for how nasty an infectious agent is virulence. So this corona. Này thì các bạn nào có giờ thì có thể vô đây xem, thì có khá là nhiều những cái thông tin bổ ích mà bác sĩ đã đưa ra thì mình. So hundreds and thousands of people are flocking to the hospital there because they're all afraid that they have the virus, and this really strains. Bác sĩ đang nói về vấn đề quá tải các bạn. Ai cũng nghĩ là mình phải đến bệnh viện khi mình thấy mình có chứng cảm hay là sổ mũi nhức đầu vân vân. Trong thời gian này thì nhiều khi tâm lý mình sợ quá, mình hoảng loạn đó, mình chạy tới bác sĩ bệnh viện thì mình gây ra tình trạng quá tải một cách không cần thiết. Bác sĩ đang nói điều này. Tại vì không phải ai cũng bị virus corona, và nếu mà có bị virus corona thì đến bệnh viện lúc này nó có những cái nguy cơ cho người khác chăng. Cho nên vấn đề tự cách ly là vấn đề quan trọng ha. Thì bác sĩ đang nói về vấn đề quá tải, cho nên nhiều khi không nhất thiết phải là cứ bị cái là chạy tới ngay, mà nên gọi điện thoại cho bác sĩ, hỏi bác sĩ xem mình nên làm cái gì, và các bác sĩ sẽ đưa cho mình những cái lựa chọn. Okay. The healthcare workers in any region where there is a coronavirus outbreak. If you've seen some of those viral videos of overwhelmed doctors in Wuhan and overcrowded hospitals, it's because there are so many people going in to be evaluated, and not because everyone who is there is actually sick with the coronavirus. Now, it's important to note that a large percentage of victims of SARS were actually healthcare professionals, because doctors and nurses, they were the group of people who were most exposed to the virus in hospitals. But another way of saying this is that the place that one is most likely to get infected with the coronavirus is a hospital with coronavirus patients in it. And this is an important point to note, because if patients are flocking to the hospital at the first sign of a cold-like illness, they're actually potentially putting themselves at greater risk. Because in sites like Wuhan, where there are hundreds, if not thousands, of people with the actual coronavirus infection, the one place a person will definitely be exposing themselves to it is the hospital. So bác sĩ Shanawas mới nói đó các bạn ha.
thì một điều quan trọng cần phải để ý là bệnh viện là nơi tập trung nhiều người bệnh, cho nên đó nhiều khi là một cái ổ vi trùng mà mình không có cẩn thận, nhiều khi mình yếu yếu trong người thôi, mình không phải bị virus corona đâu, bị cảm thường thôi hoặc là cúm thường, mà mình tới đó thì vô hình chung mình lại tiếp xúc với một cái nguồn nhiều vi khuẩn khác nhau, nhiều virus khác nhau, mà mình sẽ có thể bị lây nhiễm. Mình không bị virus corona tới đó mà ngồi chờ khám bệnh hay gì đó rồi chỗ đông người đó, thì những người trong đó biết đâu có những người bị virus corona họ lại lây cho mình. Nên không bị bệnh hóa ra là bị bệnh khi mình đến trong một môi trường bệnh viện đông đúc như vậy. Chính vì vậy mà gọi bác sĩ trước để xem bác sĩ nói làm sao thì đó là một điều tốt. Thế nên bệnh viện có thể là một cái ổ vi trùng nha. Cẩn thận khi mình suy nghĩ về vấn đề bệnh dịch này. Một điều nữa đó đặt ra là khi đến bệnh viện trong cái tình trạng đang bệnh dịch corona này thì bác sĩ làm được điều gì? Cái vấn đề hiểu là bác sĩ làm được điều gì á, nó sẽ giúp cho mình nhận định xem mình có nên đến bệnh viện hay không. Tại vì một số điều bác sĩ làm được, còn một số điều bác sĩ không có làm được trong tình cảnh virus corona mới này. Tại vì nó còn mới quá, chưa có vaccine này, chưa có thuốc điều trị. Cho nên mình tới bệnh viện thì bác sĩ cũng chỉ làm được một vài điều thôi, chứ bác sĩ không có thể chữa mình khỏi nó. Bác sĩ không có trích thuốc gì cho mình liên quan đến virus corona mới này. Cho nên bây giờ mình nghe bác sĩ này nói một chút. Điều gì bác sĩ có thể làm được khi mình tới bệnh viện? That is. Also, if I were to start having difficulty breathing, then it would be reasonable at that point to suspect the coronavirus was... If I were to start having difficulty... That is. Drink lots of water. The time to seek professional medical attention is when it feels a lot worse than a common cold, and the patient will know when that is. Okay. Lúc mà mình cần tới bệnh viện á, là lúc mà mình cảm thấy là cái cơ thể mình nó quá mệt rồi, và cái người bệnh á, sẽ cảm nhận được lúc đó ha, rằng mình thật sự ra nó có những cái diễn tiến ở trong cơ thể của mình mà nó khác những ngày trước, nó khác lắm, nó nghiêm trọng. Cho nên mình chẳng hạn như là mình thấy khó thở này, thấy khó thở này, thì lúc đó là lúc mình tự mình sẽ biết rằng mình phải cần cái bác sĩ, chứ còn mình không ổn rồi ha. Đó. Thì cái triệu chứng nó thay đổi đến cái mức mà mình cảm thấy nó nghiêm trọng trong cơ thể của mình, thì khi đó là lúc mà bác sĩ này nói rằng mình nên đến bệnh viện. Tại vì lúc đó ở nhà thì nó nguy hiểm hơn là ở bệnh viện. Tại vì ở nhà không có những cái phương tiện mà quan trọng đó để mà giúp cho mình khôi phục chẳng những vấn đề thở. Also, if I were to start having difficulty breathing, then it would be reasonable at that point to suspect the coronavirus was now causing inflammation to the lungs, and then it would be worth the risk of going to the hospital and seeking treatment, because at that point, the risk of staying home would be greater. Now, let's also talk about what this treatment is. I've heard the word thrown a lot around on TV these days as people talk about the outbreak, and I think that it's causing a lot of misunderstanding. So let me be clear. There is no cure or definitive treatment for this virus. There's no antibiotic that will cure the infection. Steroids don't help either, and neither do antiviral medications. By treatment, the only thing a doctor in a hospital will offer is what's called supportive treatment. And bác sĩ mới cung cấp cho chúng ta biết là không có thuốc vaccine, mình nói rồi, không có thuốc để mà chữa trị đặc trị cho coronavirus mới này. Vậy thì chỉ có cái phương bác sĩ có thể hỗ trợ mình trong cái thời điểm rất là nguy kịch đó, đó là cái vấn đề thở, thở mà cho mình thở oxy, là lúc đó mình khó thở khi phổi nó bị viêm nặng rồi đó, thì mình đến cái giai đoạn là mình khó thở. Tất nhiên điều này không phải ai cũng bị các bạn nhé. Đa số là không có bị rơi vào trong trường hợp này vì sức đề kháng nó vượt qua được. Và
Còn những người mà có sức đề kháng yếu quá chẳng như vậy thì sẽ có thể xảy ra tình trạng là mình rất khó thở, phổi mình nó bị nhiễm, nó bị viêm nhiều quá rồi thì mình khó thở, khi đó thì cần bác sĩ gọi là giúp mình có oxy để thở, và hay là đặt mình vô trong cái máy để trợ thở. Đây các bạn thấy. That means that the patient will be placed on oxygen, which will be critical because the lungs are so inflamed, they don't take in oxygen very well. And if the lungs get even worse in the days to come, the patient might be placed on a ventilator to prevent... Ventilator là cái máy trợ thở đó. Khi đó mình không tự thở được nữa. Nó khó thở quá cho nên mình cần phải có cái máy nó giúp mình thở. The oxygen levels from dropping even further. And this is called the respiratory support. The second arm of treatment is to give a lot of IV fluids, because in severe sepsis, the blood pressure can drop quite a lot, and giving IV fluids will keep it up. Okay, một điều khác nữa mà bác sĩ cần có thể giúp cho mình trong lúc mà mình bị sốt cao quá và khó thở đó, thì đó là vấn đề truyền nước biển. Truyền nước biển để giúp cho cơ thể mình nó mát lại, nó không có mất nước. Đấy, thì đấy là những điều mà bác sĩ có thể làm được ở bệnh viện. Trợ thở và truyền nước biển cho mình, làm cho cơ thể mình nó có nước. Chúng ta đang nói đến cái giai đoạn nó nguy hiểm ha. Thì bây giờ đó mình có một cái bài báo này họ đưa ra, các bạn thấy ở trên mạng cũng khá nhiều người chia sẻ đó, thì họ nói về cái triệu chứng nhiễm COVID-19 qua từng ngày. Có lẽ có một cái lưu ý ở đây trước khi mình đọc á, là cái triệu chứng này thay đổi tùy theo sức đề kháng của từng người. Ai khỏe thì mất 10 đến 14 ngày mới phát hiện. Ai không khỏe thì 4-5 ngày đã có những triệu chứng như thế này ha. Thì đây là một nguồn tổng hợp của các bác sĩ này. Đấy, thì các bạn cũng có thể tham khảo. Các bạn thấy cái điều mình cần suy nghĩ, cần để ý và tìm hiểu cho rõ các thông tin này á, để mình phân biệt được rằng cái lúc nào mình cần đến bác sĩ, còn những lúc nào mình chưa cần phải đến bác sĩ. Dựa trên cái phân tích của bác sĩ Shanawas vừa rồi đó, và cộng thêm cái bảng này, thì chúng ta cũng có thể bình tĩnh để mà nhận định vấn đề của mình. Nó được rất là tốt các bạn ha. Chẳng hạn như là ngày 1, ngày 3 này thì triệu chứng nó giống bệnh cảm thôi. Viêm họng nhẹ, rồi hơi đau, không nóng sốt, không mệt mỏi, vẫn ăn uống bình thường. Ngày 4 thì cổ họng đau nhẹ, người nôn nao, bắt đầu khan tiếng, nhiệt độ cơ thể dao động 36.5 độ tùy người, bắt đầu chán ăn, đau đầu nhẹ, tiêu chảy nhẹ. Ngày 5 đau họng, khan tiếng hơn, cơ thể nóng nhẹ, nhiệt độ từ 36.5 đến 36.7 v.v. Người mệt mỏi, cảm thấy đau khớp xương. Thì các bạn thấy một cái chú ý đây là giai đoạn này khó nhận ra là cảm hay là nhiễm cúm coronavirus. Những cái triệu chứng này là trong những ngày đầu đó, mình thấy cái người nhiễm COVID-19 hoặc là người bị cảm hay bị cúm thường thì nó cũng giống nhau, cho nên mình không có biết được, rất là không có được thấy được rõ ha. Cho đến khi mình thấy nó có những triệu chứng mà nó nhiều hơn, nó nhiều hơn, nó nghiêm trọng hơn, thì bắt đầu mình nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng mà luôn luôn giữ bình tĩnh các bạn nhé, luôn luôn giữ bình tĩnh. Đây, giữ bình tĩnh, không có hoảng loạn. Thì nó mình đọc tiếp những cái này đó thì mình thấy, nếu mà thế này, mình đề nghị thế này đi, mình để cái màn hình như thế này nhé, rồi các bạn có thể đã đọc rồi, nhưng mà ai chưa đọc á, thì có thể dừng cái màn hình lại, dừng cái video lại và có thể tự đọc cho mình những cái triệu chứng nhiễm COVID-19 này, để mình hiểu được cái sự giống nhau và khác nhau giữa cảm thường, cúm thường và cúm corona. Đây, các bạn có thể dừng lại và tự đọc cái này nhé. Mình không đọc hết tại vì thời gian nó không có nhiều nha. Điều mà cần để ý nhiều á,
là các bạn thấy nó vô trong ngày thứ sáu này. À, tùy nhá, cái ngày thì sự nó cũng là tương đối thôi, nhưng mà mình căn cứ ở trên những cái triệu chứng mà nó mang tính cách là riêng biệt hơn cho virus corona để mình xác định. À, thì chẳng hạn mình thấy là vấn đề sốt cao này và ho ho khan hoặc là ho khô đó, ho mà không có nước. À, đó, đây là vấn đề để ý này, ho khô này. À, rồi lại khó khăn trong việc hít thở này. Đó, những triệu chứng này là nó đến cái viêm phổi đó. À, mà con virus corona này được gọi là viêm phổi cấp này các bạn nhé, nó thích lá phổi lắm, COVID rất thích lá phổi ha. Đó, thì đấy, ho khan này, ho khô này, rồi khó khăn trong việc hít thở này, rồi đàm nhiều hơn, ho nhiều hơn, rồi sốt cao hơn này, sốt cao hơn, rồi khó thở hơn, rồi ho liên tục, đàm nhiều, tắc tiếng. À, mình thấy các triệu chứng về sốt này, nhiệt độ, thứ hai là về ho, ho khan, đàm, đó, tiếng bắt đầu có vấn đề. Rồi khó thở. Ba cái điểm mà mình cần rất để ý trong khi mình bị thấy người đau yếu lúc này đó, là sốt này, sốt cao, thứ hai là khó thở, và thứ ba là ho, đặc biệt là ho khan, ho khô. Thì đây là những triệu chứng mà mình cần phải để ý nhiều, vì nó liên quan đến cái đặc tính của virus corona, COVID-19, các bạn. Và các triệu chứng này nó tăng dần lên chứ nó không có giảm. Thì người ta ở trong cái bài báo này đó, người ta nói rằng một lưu ý là tại thời điểm này thì nên đi xét nghiệm máu và chụp X-ray, X-quang phổi để kiểm tra. Đấy, thì đây là cái lúc mà chúng ta thấy rằng chúng ta cảm nhận được đó, là cần phải đi đến bác sĩ. Đó, đây là lúc đến bác sĩ, đến bệnh viện để khám thì nó đỡ nguy hiểm hơn ở nhà. Đấy, thì chúng ta đang nói lúc này đến giờ chúng ta đang nói đến cái vấn đề là đi bệnh viện hay không, để cách ly các bạn nha. Đây, ở nhà hay đi bệnh viện. Đó, nhưng mà luôn luôn nhớ báo cho bác sĩ biết tình trạng của mình. À, nếu mà mình ở nhà thì bây giờ thế vấn đề ở nhà đó thì nó có cái ích lợi gì? Thứ nhất là mình chủ động được cái không gian ở nhà của mình ha. Nhà mình thì mình có thể cách ly phòng ốc ra như thế nào. À, ai mà bị có triệu chứng thì có thể ở riêng một chỗ nha. Mình chủ động được không gian. Thứ hai là khi ở nhà thì mình có người nhà bên cạnh của mình, cho nên vấn đề tâm lý nó quan trọng, mình được ổn định hơn. Còn vô trong bệnh viện thì mình có thể cảm thấy cô đơn, mình có thể cảm thấy sợ hãi, và mình thấy xung quanh mình cái môi trường bệnh, rồi thậm chí có người mà bị chết hay là bị mang đi, thì mình cái tâm lý mình nó sẽ bị dao động rất là nhiều. Mình hoảng loạn đó, mình rơi vào lại cái trạng thái hoảng loạn, lại bị stress nhiều quá, rồi mất ăn mất ngủ, không thể nghỉ ngơi được, thì khi đó sức đề kháng nó bị giảm nữa các bạn. Thì ở nhà vấn đề không gian là tốt, có thể chủ động được. Thứ hai là vấn đề tâm lý. Ở nhà thì có truyền nước biển được không? Mình thấy có nhiều người có thể gọi nhờ y tá tới truyền nước cho mình ở tại nhà, để giúp cho mình cơ thể nó khỏi bị mất nước. Và điều này một số địa phương có thể làm được. Đấy, thì bây giờ trở lại vấn đề là mỗi người phải đặt lên bàn tất cả những cái điểm này để suy nghĩ xem, nhận định xem ở nhà cách ly hay là đến bệnh viện cách ly tốt hơn. Mỗi người mỗi cảnh, cho nên chỉ có các bạn mới biết cụ thể cho hoàn cảnh của mình cách nào tốt hơn. Vậy thì ở nhà hay đến bệnh viện, mình cần trả lời một câu hỏi rằng nơi đâu, chỗ nào là chỗ giúp cho sức đề kháng của tôi được tốt hơn. À, nếu ở nhà tốt hơn thì tôi sẽ ở nhà để cách ly, còn nếu đến bệnh viện tốt hơn
thì tôi sẽ đến bệnh viện. À, mình đặt tất cả những điểm này vừa thuận lợi vừa bất lợi để mình suy nghĩ cho hoàn cảnh của mình các bạn nhé. Và nhớ gọi điện thoại tham khảo bác sĩ, những người có kiến thức về chuyên môn y khoa để họ giúp cho mình. Có một bác sĩ Việt Nam trẻ dễ thương, bác sĩ Huỳnh Trần hoặc là Huỳnh Trần á, thì đang là một bác sĩ gốc Việt ở bên Mỹ, làm khá nhiều YouTube video để chia sẻ cho mọi người các kiến thức về sức khỏe, thì các bạn có thể tham khảo. Đặc biệt trong cái chủ đề chúng ta đang chia sẻ với nhau đó, thì bác sĩ cũng nói về sự khác nhau giữa cảm thường, cúm thường với lại cái COVID-19. Ở đây mình gửi các bạn một chút, các bạn có thể nghe và học cho bản thân của mình ha. Ok, phân biệt giữa coronavirus, cảm cúm và cảm thường do bác sĩ, từ kênh của bác sĩ là Dr. Win Tran Official. Ai có điều kiện thì có thể coi thêm. Mình trích dẫn nhanh một chút cho các bạn ở đây, các bạn nghe ha. Thành ra cái triệu chứng của ba loại bệnh này, COVID-19, cảm cúm hay còn gọi là influenza, và cảm thường hay còn gọi là common cold, có rất là nhiều điểm giống nhau. Và sau khi mà tôi đọc rất là nhiều tài liệu thì tôi cố gắng lựa ra những cái điểm khác biệt giữa ba cái bệnh này để gợi ý cho quý vị là cái triệu chứng nào thường là thuộc về cái bệnh nào. Một cái điểm đặc thù của con virus SARS-CoV-2 là con này thường tấn công vào cái phần dưới của hệ hô hấp, trong trường hợp này là phổi của chúng ta. Thì khi mà nó tấn công vào phổi chúng ta, thành ra những cái triệu chứng mà quý vị thấy là nó sẽ ít có xảy ra phần trên mà phần dưới nhiều hơn. Ví dụ là như là ho khan hay là khó thở. Nhưng mà cái điểm nguy hiểm là chính vì nó tấn công trực tiếp vào phổi chúng ta, thành ra nó thường nguy hiểm hơn và có nhiều trường hợp dẫn đến tử vong hơn. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ nói kỹ hơn từng cái loại triệu chứng với vị nhé. Đầu tiên nhất là COVID-19 thì những cái triệu chứng này thường xảy ra đột ngột, có nghĩa là bùm, nó xảy ra như vậy. Và những triệu chứng mà tôi nghĩ có thể nói là khá phân biệt với những cái khác là sốt, đặc biệt là sốt cao. Thì sốt cao định nghĩa của chúng ta là theo độ F là thường trên 102 độ, theo độ C là trên 39.4 độ. Và khó thở, quý vị cảm giác như là ngạt nước chứ. Quý vị nào mà từng đi bơi thì biết rồi, khi mà chúng ta bị đuối nước chúng ta giống như vậy, tại vì nó thật sự nó ảnh hưởng tới cái phần dưới phổi của chúng ta và làm chúng ta khó thở. Điểm khác của COVID-19 là ho khan, là ho không có nước. Cái điểm này rất là quan trọng, tại vì trong cái phần các bạn thấy chúng ta lúc đấy đọc với nhau đó ha, sốt này, khó thở này, ho khan này, đấy thì bác sĩ này cũng nói lại những cái điểm mà chúng ta mới lưu ý với nhau. Và tôi nói là quý vị nên giữ ẩm và uống đủ nước, tại vì nghiên cứu cho thấy là khi mà cái cổ họng chúng ta khi bắt đầu bị khô và chúng ta uống nước đầy đủ thì cái khả năng mà phát triển của con virus này giảm đáng kể, nếu mà chúng ta được giữ được cái độ ẩm cho cổ chúng ta. Rồi, mệt mỏi là cái triệu chứng khác. Ngoài ra những triệu chứng của COVID-19 phụ thôi là gồm có đau nhức, nhức đầu và rất là hiếm và đôi khi là ho ra máu và tiêu chảy. Cái thời gian ủ bệnh thì quý vị biết rồi là từ 2 tới 14 ngày. Về cảm cúm á, là chúng ta có cái triệu chứng thường hay xảy ra là sốt mà nóng lạnh, có nghĩa là lúc nóng lúc lạnh, đau nhức, nhất là nhức cơ bắp chúng ta, nhức đầu, đau cơ, mệt mỏi và chảy mũi. Đôi khi chúng ta cảm thấy ói mửa, đôi khi chúng ta có thể tiêu chảy. Thì đó là cảm cúm. Còn cảm thường là những cái triệu chứng quý vị thấy từ từ có mà thường xảy ra nhất là sổ mũi, ho, có nước và có đàm. Đây là hai điểm khá khác nhau giữa COVID-19 với cảm thường. Một bên là ho khan, bên là ho có nước và hắt xì, đau cổ họng. Thì đó là những cái triệu chứng của cảm thường. Triệu chứng khác gồm có sốt, mà sốt nhẹ thôi, không phải là sốt quá cao như là COVID-19, đau nhức, mệt mỏi và nhức đầu. Thời gian ủ bệnh của cảm cúm là từ 1 tới 4 ngày, và trong khi thời gian ủ bệnh của cảm thường là từ 2 tới 3 ngày. Như vậy, lưu ý đây là những cái triệu chứng gợi ý dựa trên những cái bài nghiên cứu về corona, và tôi tổng hợp từ nhiều cái nguồn và tôi có để những cái link trên YouTube như vậy.
Quý vị phải nhớ là chẩn đoán của bệnh COVID-19 cuối cùng là phải do bác sĩ thực hiện, chứ không phải chỉ dựa vào những triệu chứng này. Và cái điểm quan trọng nhất để ngăn ngừa corona hay là ngăn ngừa bệnh COVID-19, quý vị nhớ, thứ nhất là rửa tay thường xuyên. Tôi nhắc lại rất là nhiều lần, rửa tay. Uống nước đầy đủ, giữ cổ họng ấm và ẩm, súc và miệng và vệ sinh răng thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên, tôi nói ở những cái bài trước rồi, để mà chúng ta tăng cường hệ miễn dịch. Ngủ đủ giấc, bớt xem và nghe tin đồn trên Facebook hoặc là trên YouTube hay gì đó. Tại vì cái thời điểm bây giờ chúng ta cần thông tin đúng và thông tin khoa học. Và quý vị có thể đeo khẩu trang hoặc đeo mặt nạ nếu mà chúng ta có triệu chứng, hoặc là chúng ta đến những cái vùng dịch mà khi mà có rủi ro cao bệnh truyền nhiễm. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với Bác Sĩ. Rồi, bác sĩ này có nhiều cái video cũng rất là bổ ích ha. Các bạn có thời gian thì các bạn có thể vô trong cái kênh của bác sĩ đây, Dr. Win Tran Official. Rồi, rồi bác sĩ cũng mới nói cho chúng ta biết ha, và đặc biệt là chúng ta biết rồi, khi mà tự cách ly đó thì mình cũng vẫn để ý đến, đặc biệt để ý đến cách mà tránh lây bệnh các bạn ha, rồi khẩu trang là rửa tay để khử trùng đồ dùng là, rồi các cái như là điện thoại là kia đó mình rất là dễ gọi là không để ý đến những cái rất là quen thuộc với mình ha. Điện thoại là coi như là đó là một ổ vi trùng đó, nếu mà mình không để ý thì mình cứ đụng cái này đụng cái kia, rồi mình cầm điện thoại mình search web, mình lướt mạng này nọ kia thì rất là dễ để mà virus nó lây lan qua những cái đường thông thường như vậy. Cho nên khi mà tự cách ly á, thì mình lại càng phải để ý, tại vì mình đang mang bệnh ở trong người của mình. Bệnh đó không cần biết nó là cái bệnh gì, tại vì mình có thể chưa xác định được, nhưng mà cứ cẩn thận, thật là cẩn thận thì tốt hơn. Tại vì mình cũng có thể là một người bị bệnh virus corona mà mình không biết. Có rất nhiều trường hợp mình đã thấy người ta báo cáo đó, là có những người chẳng bao giờ đến Vũ Hán, chẳng bao giờ đến những cái chung những cái nơi mà xảy ra bệnh dịch, và họ cũng chẳng đi đâu cả, và cũng chẳng tiếp xúc với nhiều người gì cả, nhưng mà họ vẫn bị virus corona. Và nhiều bác sĩ, các nhà khoa học họ ráng tìm hiểu xem cái nguồn lây nó nằm ở đâu, nhưng mà họ cũng tìm không ra, hoặc là tìm chưa ra. Có thể lây đến từ một người rất là bình thường mà người đó đã đụng chạm vô những cái chỗ nào đó rồi, đi chợ, đi búa, rồi nhiều khi rất là rồi đi nhà thờ, đi chùa, không biết được. Có những trường hợp bị nhiễm mà không hiểu là bị nhiễm từ cái chỗ nào, không nhớ chỗ nào cả. Cho nên các bạn biết vấn đề lây nhiễm là vấn đề rất là dễ xảy ra, cho nên mình cứ phải theo như các chuyên gia, các y bác sĩ nói là hết sức cẩn thận nha, cẩn thận. Rồi, mà cẩn thận đặc biệt trong cái thời gian mà tự cách ly này, cách ly ở đâu cũng thế thôi, thì mình cũng phải để ý hết sức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đến vấn đề chăm sóc. Có thể nói vấn đề chăm sóc là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề trong việc là giải quyết cái con virus corona này. Tức là khi mình nhiễm bệnh á, thì vấn đề chăm sóc vô cùng quan trọng. Các bạn nếu mà muốn chữ C này ha, chữ C này là chữ chăm sóc ở đây, nhưng nó cũng có thể một chữ là cực kỳ quan trọng nha. Chữ C, KTC, TC chăm sóc. Điều lưu ý đầu tiên là nếu mà mình cách ly thì mình phải giữ cho cái chỗ cách ly của mình nó được thoáng khí. Có những nơi mà các bài báo đưa ra đó là có thể là sai lầm khi mà đóng kín cửa lại. Kín cửa lại cách ly giống như cho người ta nhốt vào một chỗ nào đó. Rồi nhưng mà môi trường kín như vậy đó, có thể là môi trường lây nhiễm của virus cho những người khác. Nên có thoáng khí để cho sức đề kháng của mình, để hơi thở của mình nó được trong lành. Cho nên ở trong một cái phòng kín là không phải là điều tốt các bạn nhé. Tìm một nơi thoáng khí mát mẻ
làm sao để mình cảm thấy thoải mái, người bệnh nhân cảm thấy là dễ thở và tinh thần thoải mái. Thứ hai là ăn đủ dinh dưỡng. Đấy, ăn phải đủ dinh dưỡng, lúc này không phải là lúc tiết kiệm thắt lưng buộc bụng, lúc này là lúc chăm sóc hệ miễn dịch của mình được tốt nhất. Ăn đều bữa, đừng có bỏ bữa các bạn nha, đừng có nhịn đói. Rồi uống nước nhiều nhiều nhiều, bình thường thì mình uống khoảng 1 gallon nước cho người bình thường đó ha, hàng ngày đó, tức là 3 đến 4 lít một ngày. Thì cái lúc mà chúng ta bị sốt, bị bệnh này á, thì càng uống nước nhiều hơn nữa. Nhiều khi mình không có uống nước đủ á, thì gây ra là co giật và nguy hiểm, sốt cao là rất nguy hiểm. Cho nên uống nước nhiều, uống nước thường xuyên, giữ cho cái đường thở, cái là đường khí của mình, khí quản của mình đó, nó được ấm và ẩm, giống như bác sĩ Wintran mới nói đó, ấm và ẩm. Có một cái nghiên cứu cho thấy rằng á, cái đường thở của mình khi mà nó không đủ nước, nó khô đó, thì cái con virus corona này nó rất là thích, nó dễ xâm nhập vào trong trong cái thành khí quản của mình và nó đi vào trong cơ tế bào của mình. Cho nên giữ cổ ấm và ẩm bằng cách là uống nước. Mà các bạn thấy nãy giờ mình uống nước quá trời đấy. Mình thích uống nước rồi, nhưng mà mình cũng thấy rằng thầy uống nước nó cũng hay, với lại nói nó cũng dễ đó, phải không ạ? Có một cái chi tiết mình đọc được á, của hình như là của bác sĩ Nhật thì phải. Nói rằng khi mà mình uống nước như thế đó, thì những cái con virus, những vi khuẩn mà nó bám vào trong cái thành khí quản của mình đó, đường thở của mình, thì nó bị trôi xuống dưới dạ dày. Nước nó làm trôi những con virus, vi khuẩn xuống dạ dày. Và ở dưới dạ dày thì có các cái men tiêu hóa, đó là cái acid, nó sẽ diệt những con virus đó. Thì đó là một cái thông tin cũng cũng thú vị. Các bạn xài được thì xài, nhưng mà bác sĩ vẫn luôn luôn khuyến khích là uống nhiều nước và uống nhiều lần để giúp cho cái cổ của mình nó ẩm. Vitamin C, bổ sung vitamin C, và vitamin C tươi như là từ chanh, từ cam này, mình có quả cam này tí nữa mình sẽ dùng chanh, cam, quýt, vân vân, những cái trái cây mà có vitamin C. Tại sao vitamin C quan trọng? Thì đây mình có một cái bài báo từ bác sĩ Mỹ, bác sĩ Joker. Ok, đây bác sĩ có một cái trang web ở đây, drjokers.com, cũng nói về coronavirus, triệu chứng và các cái giải pháp tự nhiên. Thì ở dưới này bác sĩ phân tích rất là nhiều, có một phần nói về vấn đề vitamin C. Đây các bạn thấy ở trên màn hình đây, tại sao vitamin C lại quan trọng. Đấy, các bạn thấy cái biểu đồ không? coi nào. Đây là tế bào bạch cầu, white blood cell của mình. Tế bào bạch cầu trong cơ thể mình là những tế bào để chống virus thâm nhập, chống vi trùng thâm nhập các bạn nhé. Thì một cái tế bào bạch cầu ở đây khi mà có vitamin C nhiều thì bác sĩ này lưu ý rằng nó có khả năng phá hủy, diệt cách tối đa các cái con virus và vi khuẩn. Trong khi đó, nếu mà tế bào bạch cầu của mình mà nó không có nhiều vitamin C mà thay vào đó là có đường nhiều chẳng hạn này, những chất đường, chất béo là kia đó, thì nó sẽ giảm cái khả năng diệt vi khuẩn, diệt virus của bạch cầu, chỉ có diệt được 25% thôi. Đây, thì đây là cái phân tích của bác sĩ Jokers.
các bạn có thể xem thêm. Bác sĩ cũng nói đến vấn đề thiếu ngủ làm giảm cái hệ miễn dịch của mình, cho nên phải ngủ nhiều. Chính vì vậy cho nên vấn đề tiếp theo là phải ngủ nghỉ các bạn, ngủ nghỉ nhiều, thư giãn, xem phim. Để ý một điều là đừng có xem phim quá nhiều nhá. Nhiều người cứ nằm đó rồi không biết làm gì á, cứ luyện phim hết bộ này đến bộ kia đó. Thực ra khi mình làm như thế thì cơ thể mình đã bị động và mình không có tăng sức đề kháng mà làm giảm sức đề kháng. Các bạn thấy coi phim nhiều mắt nó mệt rồi đầu nó cũng mỏi nó chứ phải không đâu. Nên thư giãn có nhiều cách, làm sao để mà đầu óc mình và cơ thể mình nó được có một sự vận động đều đặn, có sự thoải mái, có sự thư giãn thật là thoải mái về đầu óc, đừng có suy nghĩ có nhiều. Cầu nguyện là một phương cách thư giãn các bạn, một phương cách nghỉ ngơi rất là hiệu quả. Ai mà đã có đời sống cầu nguyện, có thói quen cầu nguyện thì hiểu điều này rất là rõ. Cầu nguyện giúp cho mình thư giãn, giúp cho mình được an tâm, giúp cho mình được lắng đọng, giúp cho mình được thoải mái. Cầu nguyện phó thác đúng, đó cũng là một cách rất là hay để giúp cho tinh thần của mình, giúp cho tâm hồn của mình được bình an. Tâm hồn bình an hơn là điều tốt cho cơ thể, tốt cho não bộ, tốt cho sức đề kháng nha. Rồi, đo nhiệt độ ngày 2 lần, sáng tối. Trong nhà cần có cái nhiệt kế ha. Rồi thuốc men thì trong nhà cũng cần có, như là thuốc hạ sốt nè, paracetamol, hoặc là thuốc cảm như Tylenol giảm đau, thuốc ho, các cái gói bù nước. Ở Việt Nam mình thì thấy có gói bù nước là Orezon đó. Orezon thì nghe nói là có 1.000 một gói thôi. Thì các bạn có thể hỏi các cái y bác sĩ để mua những thứ này khi mình cần sử dụng tới ha. Đấy. Thì có bác sĩ nói là bây giờ các bạn có tới bệnh viện trong tình trạng mà bị virus corona đi nữa, thì nếu mà bạn ho bác sĩ cho thuốc ho, các bạn sốt thì cho hạ sốt, các bạn đau cho thuốc giảm đau vậy thôi, chứ bác sĩ cũng không có làm được gì nhiều. Giống như là bác sĩ Shanawas mà chúng ta lúc đầu coi đó, thì những lúc mà mình cần bác sĩ nhiều nhất đó là những lúc mà cơ thể mình không còn làm được một cách tự nhiên những điều bình thường nữa, trong trường hợp bệnh nặng đó, khó thở, không thở được nữa, thì khi đó cần có máy trợ thở, cần oxy thì bác sĩ đến bệnh viện để bác sĩ cho mình cái phương tiện đó, rồi truyền nước khi mà cơ thể mình bị giảm sốt, bị sốt quá nhiều, bị mất nước. Thì chúng ta biết vấn đề chăm sóc ở nhà hay ở bệnh viện thì cũng là những điều này rất là quan trọng. Làm sao để tăng sức đề kháng một cách tốt nhất cho cơ thể, đó là cái chìa khóa. Ok, chữ C có thể thêm chữ chìa khóa nữa nhỉ? Chìa khóa là chăm sóc cực kỳ quan trọng đấy, C này. Đây là những kiến thức cơ bản mình xin được tổng hợp gửi đến các bạn nhé. Hy vọng là hữu ích cho các bạn. Để mình xem còn vấn đề gì để mình mời các bạn tham khảo nữa hay không. Ok. Ok, đây. Cẩn thận với những người hết bệnh. Tại sao? Những người mà được gọi là đã được khỏi rồi đó. Ok, khỏi là nghĩa là sao? Rồi mình nghe bác sĩ Huỳnh Trần nói một chút. Đây là ok. Tái nhiễm bệnh. Rồi, vấn đề tái nhiễm bệnh sao? Chúng ta nghe nhé. Một cái điểm quan trọng khác mà tôi nhận được nhiều câu hỏi của quý vị là cái khả năng tái nhiễm của bệnh này có cao hay không? Thì một số báo chí tại Việt Nam đăng là có khoảng chừng tới 14% một số bệnh nhân từ vùng tâm bệnh ở Vũ Hán là họ tái nhiễm. Có nghĩa là họ đã được chẩn đoán là hết bệnh rồi và được đưa cho ra, rồi sau đó thì xét nghiệm lại thì cho thấy là bị nhiễm bệnh. Hôm nay có một cách đây hai hôm chứ phải hôm nay
thì có một cái bài nghiên cứu từ tạp chí JAMA thì có thể giải thích cái này nó cụ thể hơn. Thì trên bài nghiên cứu này có 4 bệnh nhân là nhân viên y tế, họ đều bị nhiễm bệnh COVID-19. Và khi mà họ được chẩn đoán thì xét nghiệm, khi mà họ được chẩn đoán là hết bệnh rồi thì bao gồm là xét nghiệm âm tính con virus này 2 lần, và không sốt, không có những triệu chứng lâm sàng và hình ảnh, nó tóm lại là mọi thứ clear hết. Sau đó thì 4 cái người nhân viên y tế này vẫn được cách ly, và sau đó một vài tuần sau họ test lại thì chúng ta thấy là những cái người này lại bị mắc dương tính, có nghĩa là có con virus đó. Nói tóm lại là những cái người này thật ra mà nói họ vẫn còn cái con virus trong người, nhưng mà cái khả năng xét nghiệm của chúng ta là âm tính giả, có nghĩa là chúng ta không có tìm được cái con virus đó mặc dù những cái người này vẫn còn mang mầm bệnh. Và chính vì cái điểm này là những người này họ có khả năng lây bệnh cho những người khác trong cộng đồng. Đây là một cái điểm rất là nguy hiểm về con virus SARS-CoV-2. Và đây cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ là giải thích thông thường là tại sao quý vị thấy những bệnh này, những bệnh nhân này đã được cho là hết bệnh rồi nhưng mà sau đó thì họ tái nhiễm lại. Và đây cũng là cách mà tôi đã giải thích viết trên Facebook cụ thể hơn một vài hôm, là tại vì trong thời gian này những người mắc bệnh này, cái hệ miễn dịch của họ chưa có đủ thời gian để phát triển đầy đủ số lượng những cái kháng thể đặc hiệu tới con virus này. Và tôi nghĩ là những cái người bệnh mà đặc biệt ở vùng bệnh có nhiều mật độ virus hơn thì chúng ta phải theo dõi và vẫn phải cách ly một thời gian, mặc dù những cái người bệnh này đã được chẩn đoán hoặc là được cho là hết bệnh rồi. Rồi các bạn thấy không? Vấn đề tái nhiễm là vấn đề cũng rất là quan trọng, và nó có thể là vấn đề nguy hiểm nếu mình không hiểu. Không hiểu, mình cứ cho là hết bệnh rồi thì chắc hết bệnh rồi, giống như là hết một cái bệnh bình thường. Nhưng mà không, con virus nó nằm ở đó, nó vẫn nằm ở đó. Cho nên vấn đề tái nhiễm là vấn đề rất quan trọng, cần phải để ý. Cảm ơn bác sĩ. Có những cái thông tin khác, mình nghĩ rằng các bạn có thể đọc, mình để ở trên màn hình thế này ha. Bạn nào mà muốn đọc thêm đó thì các bạn đọc cho biết, tham khảo thêm. Đây là những thông tin chung chung, nó không có hại gì cả ha. Thì mình để đây, đây. Thì các bạn nếu mà muốn thì các bạn có thể dừng cái màn hình lại nha, và các bạn đọc các cái điều này nha. Đấy, vẫn là khuyên uống nước, rồi các cái hít thở như thế nào để coi cái phổi mình có bị sao không, có bị virus corona hay không. Thì đây là những cái thông tin mình nghĩ là nó sưu tầm thì nó cũng có thể có ích cho chúng ta ha. Rồi mình để ở trên màn hình như vậy, các bạn dừng lại nếu muốn và đọc thêm nha. Chúng ta không có thời gian nhiều ở đây. Một thông tin nữa là từ cái trang của Cha Vinh Đoàn, thì ngài trích lại cái một bài viết một cái của bác sĩ Dr. Thùy Trang này, một chuyên gia virus người Mỹ gốc Việt đấy. Thì các bạn cũng vậy, nếu muốn thì có thể dừng lại vào trong trang của Cha, hoặc là dừng cái màn hình này lại và đọc ở trên này. Đó, mình để một vài giây cho các bạn, ai mà muốn dừng lại thì có thể đọc ở đây chứ. Rồi, đây là phần tiếp theo của bài báo đó ở dưới này. Đó, các bạn có thể dừng lại một chút để đọc nhé. Phần mình nghĩ là hữu ích á, là nó nằm ở cái phần mình bôi đen đây nè ha. Các bạn có thể xem thêm. Trường hợp không có khả năng tới bệnh viện thì xin nhớ làm sau đây. Đây là bài được coi là của bác sĩ Thùy Trang. Okay. Rồi, các bạn có muốn thì có thể dừng cái màn hình lại để đọc ở đây nhá. Đấy. Rồi. Bác sĩ này nói về vấn đề là dùng cái khăn đó, khăn để mà đắp lên đầu rồi lên rồi lau ngừa như thế nào ha, để hạ sốt. Tại vì vấn đề sốt là vấn đề rất nguy hiểm,
Ngoài uống nước thì mình còn cần dùng những khăn lau, khăn đắp lên đầu này cho nó hạ nhiệt xuống này, rồi lau người như thế nào đó. Đây là những thông tin mình nghĩ rằng nó cũng rất là thông thường khi mình bị cảm, bị cúm, thường mình cũng hay dùng cái này không ạ? Đấy. Rồi, các bạn muốn thì dừng lại ở cái màn hình nhé và đọc cho chính mình. Điều cuối cùng trước khi mà mình dừng bài này thì mình muốn các bạn nhìn lại cái thông tin mình cũng đã đề cập một hai lần trước đây rồi. Đó là cái trường hợp mà có lẽ là nhiều người cũng giống như vậy chứ không phải không, nhưng mà một trường hợp là có một linh mục ở Paris này ha, Quatre Parisien đã bị nhiễm virus corona, và ngài chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Người ta hỏi thì cái tựa đề này các bạn đọc tiếng Pháp được thì vào trong cái trang là Famille Chrétienne. Bạn có thể đọc ở đây. Rồi, ngài nói trong tựa đề là tôi không có hoảng loạn. Tôi phát hiện ra mình bị nhưng mà tôi không có hoảng loạn là bởi vì sao? Bởi vì ngài hiểu vấn đề. Đây có những cái câu trả lời ở đây. Rồi, thì mình thấy có một bài dịch ở trong Facebook là một linh mục người Pháp bị nhiễm corona và sau cái chuyến đi từ từ Roma về đó, thì người ta hỏi thế này, có những cái điều quan trọng người ta hỏi và mình muốn được gửi các bạn một lần nữa nha, tại vì điều này rất là quan trọng cho chính cái mà chúng ta đang đối diện với Việt Nam ngày hôm nay đó các bạn. Rồi, đây, trước đây coronavirus có vẻ như ở trong lý thuyết với cha phải không? Thì cha trả lời, như mọi người, tôi thấy nó rất xa, thông tin này nó rất xa. Tôi đến Roma bằng máy bay, tôi gần với các hành khách mang khẩu trang, tôi thấy vô lý và phóng đại, tức là những tin tức mà của truyền thông đưa ra ngày ở Pháp, gì mà nó ghê gớm thế, chắc không đến nỗi đâu, nó chỉ là cúm thôi, cúm thì năm nào mà không có, vân vân và vân vân. Bạn thấy không? Ngài coi những cái thông tin đó là vô lý và phóng đại, không cần thiết phải nghiêm trọng như thế. Đấy, cho đến khi ngài bị ngồi trong khoang máy bay chung với nhau, bạn thấy không, câu chuyện gần đây ở Việt Nam mình cũng giống như vậy. Ngồi chung với nhau, tôi ho ho một chút, tôi sốt sốt một chút thì có cái gì đâu, không có vấn đề gì cả. Hoặc là tôi ngồi những người chung quanh mình ho một tí hay sốt một tí hay mệt một tí, chắc họ bị cảm thôi chứ làm gì mà có cái virus nó ghê như vậy. Đấy, thì cha này cũng ngồi ở trong cái máy bay như thế, bạn nói về tàu cũng được, nói về xe cũng được, hay những cái không gian như vậy, hoặc là đám đông tiếp xúc nhau chung quanh mình, cha thấy là nó thấy những tin tức như này nó vô lý và phóng đại, không cần thiết phải hoang mang như vậy. Đấy, rồi câu hỏi tiếp theo là truyền thông có thổi phồng quá hay không, và cha trả lời, ông biết đó, nếu tôi không bị tràn ngập bởi các thông tin này thì tôi không bao giờ có phản xạ gọi số 15. Số 15 là số y tế của Pháp. Ngài thấy mình hơi mệt mệt, hơi sốt sốt gì đó, hơi đau đau. Thì nếu mà ngài không bị tràn ngập bởi các thông tin mà ngài cho là vô lý và phóng đại đó, thì ngài đã không có cầm phone lên để gọi cho y tế và họ tới để kiểm tra và phát hiện ra rằng ngài dương tính. Ngài dương tính với virus corona. Các bạn thấy nguy hiểm không? Cho nên cái vấn đề vai trò truyền thông nó quan trọng lắm. Truyền thông đúng, truyền thông đủ, truyền thông nhanh, truyền thông nhiều về thực trạng virus này sẽ giúp cho một những trường hợp như là vị linh mục này biết cách để mà bảo vệ. Bạn tưởng tượng nếu mà không có những thông tin mà tràn ngập như vậy, cha dùng chữ tràn ngập này ha, mà trong tiếng Pháp là baigner đó, tức là bị tắm ở trong thông tin đó, bị ngập ở trong thông tin đó. Nếu ngài không bị như vậy, ngài không có những cái thông tin mà nó tràn ngập nhiều khi vô lý và phóng đại như vậy đó, thì ngài ngài đã không gọi số này. Không gọi số này thì người ta sẽ không đến và người ta không kiểm tra được tình trạng của ngài,
nghĩa là ngài là người mang bệnh và người lây bệnh. Ngài tiếp xúc với những người khác một cách không biết thì ngài đã lây cho một cộng đoàn của giáo xứ, của các đoàn thể biết bao nhiêu. Bạn thấy không? Vấn đề truyền thông là vấn đề quan trọng. Cái đầu phải thông cái tin này, thông cái các cái kiến thức khoa học về con virus corona, về tình trạng của nó lây lan như thế nào, nó dễ lây đến đâu và nó nguy hiểm đến đâu. Thì khi mà biết trong đầu mình á, nó đã thông những cái tin này rồi á, thì mình sẽ biết cách để mà bảo vệ chính mình và bảo vệ những người khác nữa. Các bạn thấy những trường hợp vẫn xảy ra ở như Hàn Quốc, cái bệnh nhân số 31 đó, bà đó không có hiểu nhiều về truyền thông, không hiểu nhiều về thông tin bệnh dịch này, coi thường nó và là gây ra một cái ổ siêu nhiễm. Những trường hợp mới diễn ra ở Việt Nam này, các bạn thấy bây giờ mấy trăm người cách ly. Tại sao vậy? Chỉ vì mình không biết những lý do nào khác, nhưng mình đoán rằng do cái đầu của những bệnh nhân đó không có thông. Họ thấy họ không hiểu vấn đề nó nghiêm trọng như thế nào, cho nên họ coi thường và cuối cùng là chính bản thân họ bị bệnh rồi lây bệnh cho những người khác. Bây giờ đất nước chúng ta đang phải lãnh cái hậu quả của những điều đó ha. Dĩ nhiên chuyện đã xảy ra thì nó quá trễ để mà trách móc nhau, nhưng mà chúng ta cái điều quan trọng á là mình cầu nguyện cho những người đó ha. Họ đang đau khổ, những anh chị em mà đang bị virus corona đó, mà có thể do họ không biết, do họ chủ quan, do họ cái lý do gì đến nữa, thì bây giờ họ vẫn là những người rất đau khổ nhất trong những người đau khổ. Cho nên mình cầu nguyện và cảm thông cho họ. Nhưng một điều quan trọng là mình phải học bài học từ chính họ để mà mình loan truyền những tin tức, những thông điệp, những thông tin mà có lợi cho sức khỏe, cho vấn đề bảo vệ sức khỏe. Giống như ông Vũ Đức Đam có nói đó ha, phải đưa thông tin nhanh và đủ, làm sao để mà người dân, tất cả mọi người dân đều hiểu vấn đề, đều thấy vấn đề nó là nghiêm trọng, để đừng có ai mà nhở nhơ coi thường nó, trong khi những người khác thì họ đề phòng, còn mình thì cứ coi như là không có gì hết, hóa ra mình là cái người đi gieo rắc virus. Giống như trường hợp mà chúng ta thấy ngay trước mắt như vậy. Cho nên xin các bạn lại một lần nữa, mình xin các bạn một lần nữa nha. Mình đã cố gắng tổng hợp tất cả những điều này, cũng như rất nhiều người đã tìm cách để mà loan truyền thông tin để mà bảo vệ cộng đồng. Thì chúng ta giúp nhau trong vấn đề truyền thông để mà không cho nó lây lan thêm, để mà có những người, để không còn những người mà chủ quan nữa, coi rằng chuyện này chẳng có quan trọng gì. Các bạn thấy ăn uống chung trả nhau, sinh hoạt chung trả nhau ở Việt Nam vẫn còn đầy. Đến những nơi công cộng mà không có ý thức về vấn đề mình có thể lây nhiễm hoặc là bị bệnh. Ý thức rất quan trọng các bạn nha. Ý thức cộng đồng rất quan trọng. Và nếu các bạn muốn một lần nữa đó, thì mình có thể gửi cho các bạn xem ý kiến của Dr. Win Tran này. Và ông cũng nói về vấn đề này. Em nghe mấy tin đồn ở trên mạng đó, là họ nói là cái virus corona này là do... Chúng ta nghe cái này xong rồi chúng ta sẽ kết thúc nha. Trung Quốc giống như là chế tạo qua trong phòng thí nghiệm, thì bác sĩ nghĩ sao? cái câu này tôi nghe cũng nhiều rồi, và câu trả lời của tôi cũng sẽ giống vậy, là như thế này. Thật sự chúng ta phải nhìn ở hai góc độ, là cái câu hỏi đầu tiên chỉ là hai cái. Thứ nhất là Trung Quốc có khả năng chế cái này hay không? Thì ở góc độ y khoa thì tôi nghĩ là Trung Quốc hoàn toàn có khả năng chế. Họ làm cái gì cũng được, họ biến đổi gene, họ làm nhiều thứ. Nhưng cái câu hỏi thứ hai là có phải họ chế cái này hay không để làm một cái bổ sĩ kinh học, thì câu trả lời của tôi là tôi không biết. Tại vì thật sự cả CDC và nhiều người khác cũng muốn biết câu trả lời này. Nhưng mà có một số câu chuyện tôi muốn nhắc ra để chia sẻ. CDC là cái trung tâm phòng chống bệnh dịch của Mỹ. Bác sĩ này đang ở Mỹ cho nên đang nói về cái CDC của Mỹ. CDC họ có nhiều chi nhánh, nhưng mà đang nói về CDC của Mỹ. Sẽ để quý vị thử suy nghĩ thôi. Vũ Hán là nơi phát sinh nhiều cái bệnh bí hiểm. Trong đó Vũ Hán là có cái trung tâm gọi là Viện Virus
gọi là ở cấp quốc gia, ở ngay chỗ chỗ đó. Và cái thứ hai là Trung Quốc rất là nhiều lần và cho tới bây giờ là làm hoãn lại cái việc mà mời những chuyên viên hay bác sĩ từ CDC từ Hoa Kỳ qua. Thì khi mà dịch bệnh này xảy ra thì nước Mỹ, Hoa Kỳ đã lúc đó đưa tay giúp liền, đó là chúng tôi sẵn sàng gửi nhân viên của CDC qua để khám và chữa bệnh. Tại vì quý vị cũng biết là hơi ở nơi nào mà có dịch bệnh là Mỹ gửi nhân viên CDC tới, cái đó là truyền thống rồi. Hình như là ở đâu có bệnh tí xíu là người ta nhìn về nước Mỹ của chúng ta và chúng ta. Mà thật sự tại vì chúng ta có đủ cái điều kiện. Quý vị nào mà biết thêm về CDC mới biết là CDC được đầu tư rất là bài bản. Chúng ta có một cái team, có một cái đội ngũ nhân nhà khoa học có thể nói là tốt nhất trên thế giới. Chúng ta có những cái phòng khám, những cái trang thiết bị rất là tuyệt vời mà chúng ta phân tích được rất là hay. Thành ra khi mà dịch Ebola xảy ra, quý vị có nhớ không, bên châu Phi chúng ta gửi một cái team qua đó, trong một thời gian ngắn chúng ta tìm được cái vaccine. Có những cái câu chuyện đằng sau mà khi mà tìm hiểu về CDC mới hiểu rằng là cái sự hy sinh. Mà trong đó, trong cái dịch đó có một vài bác sĩ của CDC họ hy sinh. Nói như vậy để quý vị hiểu rằng là nước Mỹ chúng ta có cái nguồn lực nhưng mà chúng ta sẵn sàng để giúp. Thì khi chuyện này xảy ra thì bên Trung Quốc họ cứ chần chừ, và cuối cùng cho tới bây giờ là tôi đang nói chuyện với quý vị cách đây một vài hôm thì Dr. Gupta, Sanjay Gupta của đài CNN có phỏng vấn với cái ngài là trưởng về CDC tại Hoa Kỳ thì vẫn chưa có gửi được bác sĩ qua Trung Quốc. Có nghĩa là cách đây, bữa nay là ngày 16, có nghĩa cái buổi nói chuyện là ngày 13. Có nghĩa là từ lúc xảy ra từ tháng 12 tới bây giờ, tại sao Trung Quốc không có cho chúng ta giúp trong vòng 2 tháng? Cái đó là cái câu hỏi của tôi. Câu trả lời quý vị có thể tự suy nghĩ. Và có những câu hỏi khác hơn nữa là cái con số này, con số bệnh như tôi phân tích rất là nhiều lần, ở cái mức độ mà khoa học mà nói là nó không chính xác. Tại vì những cái dữ liệu tôi có được, những cái cách mà bệnh nó phát hiện ra, thì tôi nghĩ là những con số này vẫn chưa chính xác. Con số thực có thể là cao hơn, mà cao hơn như thế nào thì chúng ta không biết. Cái đó mới khiến cho mình lo. Tại vì khi chúng ta không biết chúng ta lo. Giống như cái con cúm mùa ở đây, đúng là nó nguy hiểm thiệt, nhưng mà chúng ta biết nó, thành ra cuối cùng chúng ta sống chung với nó. Quý vị thấy không, chúng ta biết mà hàng năm là có 10.000 người chết, thành ra năm nào cũng cúm 10.000 người cho nó, chúng ta biết là như vậy, đúng không? Thành ra cái đó thực tế, có nghĩa là cái gì mà chúng ta quen rồi thì đúng là như vậy, đúng không nào? Là năm nào tôi cũng kêu bà con đi chích ngừa là như vậy. Tại vì qua cái đợt này á, tôi nhấn mạnh rất là nhiều trong cái việc mà chích ngừa cảm cúm là như vậy. Tại vì tôi muốn mọi người hiểu hơn về cái bệnh của mình và hiểu hơn là cúm có thể là chích ngừa mà chúng ta có thể ngăn ngừa được. Thì đây là cái câu trả lời của tôi là như vậy, là có hai phần. Phần đầu tiên là như vậy, phần thứ hai là tôi chưa có đủ dữ liệu để tôi nói. Rồi. Rồi thưa các bạn, đấy, đó là lý do tại sao mình cần phải giúp nhau tìm hiểu thông tin. Bây giờ đến lúc này thì vẫn có những người có lẽ là bớt đi thôi, bớt người chủ quan thôi, chứ còn có những người vẫn chưa có thực sự là để ý một cách hiểu biết nhé, cách hiểu biết, và không có quá hoang mang hoặc là không quá chủ quan. Chúng ta luôn luôn phải nhớ là không quá hoang mang và không quá chủ quan. Chúng ta phải đứng một cách cân bằng nhưng một cách đủ và đúng cái mức của nó. Các bạn thấy không? Chúng ta không muốn xảy ra thêm những trường hợp mà lây nhiễm cho những người khác như là đợt vừa rồi. Các bạn ha, rất là đáng tiếc. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đau khổ đó, đang bị bệnh đó, vì bất cứ lý do gì, do thiếu hiểu biết, do chủ quan, do vân vân. Nhưng mà vấn đề quan trọng hơn là như mình nói đó, là mình vẫn phải trở lại là mình làm được cái gì cho cộng đồng đây. Và ai cũng xài mạng hết, ai cũng có Facebook, có biết về YouTube, biết về email nào kia, ai cũng có điện thoại, thì mình phải giúp để mà nói cho nhau biết đó, là cái cách phòng tránh như thế nào, rồi đừng có chủ quan ha, đừng có này nọ kia, coi thường nó, để mà bảo vệ chính gia đình của mình, bảo vệ những người mình tiếp xúc trong cộng đồng nhé. Ok rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi và cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn. Cảm ơn các bạn sẽ rộng rãi chia sẻ cho những người khác, để chúng ta tiếp tục giúp đời, chúng ta tiếp tục
sức khỏe cho người khác nha. Rồi xin được cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn tiếp tục khỏe và giữ sức khỏe thật là tốt nha. Rồi xin chào tất cả mọi người.